Mày nhiều lấy sóng rồi. Đấy này với tôi. Ít rồi, không thể nào vẽ các em xin được. Ba 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 ba, thế thì vẽ cỏ. Đừng trách tôi ấy. Để mất dạy với con. Ờ, tôi sẽ vẽ con cạc của ông khi bị lick my bone. Thôi mà tìm là vẽ cạc ông chết với tôi. Chưa. Chịu cái này thôi. Chịu. Chưa bao giờ vẽ này. Thôi, tí tôi biết nào vẽ cu của mình chết với tôi nên nói chưa. Mới hôm trước bảo là mẹ không vẽ gái đâu. Mẹ luật hoa quả kỳ lạ thế đấy. Tiếng cười thì sợ lên tiếng. Mày sợ lên tiếng ơi. Tôi với con mèo ấy. Mình nhìn nó hề không ạ? Tôi với con mèo nhìn nó hề không ạ? Nhìn tên ấy. Tên. Đã biết ai bị ba nhập rồi. Tiếng này bị ba nhập rồi nghe. Giờ thì gọi Tiến là quỷ sách cũng không sai. Do good bro. Không rồi. Tiến ơi, do good. Tiến ơi, đừng cười như mình hiếp tâm nữa. Má, nghe sợ đấy ông. Tiến ơi, đừng cười cái cạnh mình hiếp tâm trong nhà. Tiến ơi, đừng cười cái này. Mít luôn, mít luôn. Không rồi. Hết lắm rồi. Ông cười giống như kiểu ông đang mẹ bên ấy. Cái đấy đúng không? Chạy con mèo tôi, oh no. Cô này chơi là cái gì nhỉ? Cô này chơi chơi cái gì nhỉ? Đi con cạc, đồ nghe con cạc. Tự điểm. Dinh là tìm ra cái cơ chủ. Đẹp đẹp đấy. Đẹp. Đẹp. Giờ đi là đéo đẹp vậy. Đi con lại cái gì nhỉ? Ê, đúng rồi. Cái nhỏ. Cú té, ừ, cúng cú té. À, không, là sao đâu. Ta biết, ta biết ngay mà. Thì như là sport. Mấy ông ấy chuẩn bị xem tác phẩm của tôi đây, đẹp nhất lúc luôn. Mày còn đồ bóng nữa. Có mùi đéo thơm vậy. Đẹp. Rồi. Ao chân. Để tôi đi rồi. Ta biết ngay mà. Đặt mẹ tôi thì một tên lửa. I've been waiting for this. Thật quá. Mẹ Ray chơi xinh. Ray chơi xinh cả bằng bố. Có vẻ đẹp quá. Ao chừng. Mẹ chát à. Đi chơi clip. Mẹ quá nhiều chát trong một ngày. Ngay mà. Tại... Zen ơi là Zen. Tại tao ông Tiến bảo, yếu, bảo mẹ tự dưng nhắc đến Thúy làm tôi... Mẹ ông mẹ còn đẹp hơn cả tôi. Ta đẹp đẹp xong được sao hết. Đi đẹp hơn tôi rồi, cái gì đó. Con có quần chấm bi để chim. Mới nhắc con chim xong giờ thấy con chim à. Gì đấy? Tôi biết cái này là cái gì rồi mẹ. Như mẹ con mẹ ông ấy, con mẹ ông mà vẽ idol tôi như nào đâu đi con mẹ. Làm sao lại nhuận đen? Con cụ. Vãi luôn. Đẹp. Quát kiểu đầm hờ thức kia ra hay. Quát ai không hiểu là sao tự nhiên ra na cùng. Ra tôi. Ông sai thành cái gì? Tôi về cái lắng nghe. Về cái lắng nghe. Nó nhìn trông như màn hình laptop ấy, ông hiểu không? Tôi bảo nên tôi không kịp vẽ lửa mà nói không? Vẽ lửa gì đấy? Ôi không, sắp tới cảnh của tôi rồi, Tôi xin lỗi, à không? Xin lỗi đéo gì? Còn đấy. Cái này. Cái gì, tôi không biết cái gì luôn đấy. Con mẹ. Ăn ăn cụm người.
lập kiểu mày đéo được đó, người ta ấy. Mình đã phá nó. À, đúng. Oh, Freddy. Quan lúc này mình gặp rẻ Freddy á. Nếu như vậy, tao có nên có hát. Bạn lộn, tôi bằng một phút thần kỳ đó, tôi nhìn là Adachi. Lộn đâu. Tôi kiểu, tôi từng xem một ông chơi Gantic Phone và ông kiểu vẽ mắt thằng Phớt là thành hình mấy cái đấm vú ấy, và giờ tôi đéo thể nhìn nó một cách bình thường được. Thì con mẹ không? Tôi biết vẽ gì rồi. Là mà ông quên là có Satan trong FMT trong Persona 3, mẹ nó cũng xấu cái vú đấy chị. Không, nhưng mà nó có, nhưng mà vú nó đẹp. Ông Jin đừng ông Jin vẽ con cu còn xấu rồi, đừng xin người. Ai kim thì con mẹ con chim Ochita nữa. Con nào con cu chỉ có thể là tiền với cả Jin thôi. Tao mẹ đừng đổ tội cho ông này. Ông này không ai vẽ cu đâu, là hai ông này thôi. Ai Jin Pi quay. Mẹ tôi với Jin đồng nghiệp. Mẹ chia sẻ chung một tế bào nào nó có thật. Bi du bi du ba du bi du bi du ba du bi du bi du ba. Tiếng nhất là cạn cạn. Còn đi cạn cạn. I got the idea first. I know what you're gonna do today. Mày cả là mình mới nói mà mẹ tranh duy điện rồi. Là mất. Thú mỏ vịt kêu gâu gâu. Nó phải kêu lên. Thú mỏ vịt kêu cà cà cà. Để bắt đầu mẹ con vịt vậy. Từ con thú mỏ vịt ta thành mẹ con chó. Theo hiểu. Con chó đó. Con chó. Bạn, các ông nhìn ngang lại đây. Mew F là cái gì vậy? Mother, I love you. Để chào anh trai. Một cái tháp trong hem thôi. Ôi không, ôi không. Không biết nó dễ đại vậy đó. Mi. Quốc là quốc. Cái gì đấy? Sao gáy cu vậy? Ai ơi. Nào đây, quốc là quốc. Cái tát rồi người. Ta biết ngay mà. Ta biết ngay rồi, cái tên là vấn đề rồi. Cái chạy ngào móng ớt của mình, chạy này biết chân giờ luôn mẹ. Cái chạy ngào móng ớt của mình. Sao người mẹ nghe thế không? Người mẹ nghe. Tôi hiểu sai rồi, cái ý của cái này rồi. Anh giống. Đó sao cái này. Đố. Để thế. Con riêng kia. Đưa con về. Đưa con đẻ con bình thường. Đây. Quên mày. Đi bẻ chồng được PDS sợ hả? Đây. Back in mở thử đi. Cậu không hiểu ý tôi rồi. Ý tôi là Hitler. Trời ơi. Đi gấp để tôi bẻ ra cái bảng KDA rồi. Mẹ. Mẹ may quá. Trời đất đừng hỏi gì. Cậu mà bẻ Hitler thì mẹ video này ăn bán luôn. Biết thì tôi vẽ cái bảng KDA mẹ một trên vài triệu rồi. Đi kiểm tra về học, đi kiểm tra về học. Đây là mẹ Discord mode rồi. Tôi biết là sao lên phây mà tôi nghĩ thành Miku. Để cố đại này. Ông về thiệu, cái mặt nạ về thiếu ông ơi. Để nó chặn đi nhá, nó chặn bị thiệu đó. So high. Là cái kênh đi để tôi có tiền mua cái mic tốt hơn. Lì. Có bố con thì đi con xem phim thì nghỉ mẹ. Cút ra ngoài. Đi cầm mẹ. Bất danh. Nó ngay chấm. Con mẹ bất danh. Biết ngay mà. Vâng. Biết ngay mà đoán không sai mà. Quả thế cái cân.
Yêu cầu nhá nào. Thầy giờ dùng phép lại trừ là ra ngay kết quả mà. Oh, and to work with the girl. Gì đã tôi biết tôi đi đây. Ai tìm phi. Ông ơi, mẹ kì con lên thì mất được đường rủa phải không? Làm ơi, sao ông lại ghi như này mà không được rồi, hết tôi rồi. What the fuck? Cái con gì đấy? Em có thể cầm à? Yes, we go. Tại sao? Mẹ, cái này là... Endgame luôn. Cái này là dịch vụ mà gần đây đang phổ biến ở bên Nhật đó hả? Kitchen gun. Thì không biết đó là cái gì. Mày thuộc tổ chức nào? Mày cả lớn. Ông Lâm biết cái meme đấy. Tôi biết là. À, Dark Vi hả? Mày thuộc tổ chức. Gì mẹ ông Lâm? Bố thằng Furry. Mẹ con mèo thôi, nhìn thấy cái đề này nó sợ nó chạy mà. Cầm em mất tay mấy lần. Mày nhìn kiểu đéo gì ra được tạo mày bình. Nếu mày đang bình nha. Ông nào chuyển sinh này mày bay. Hãy